Hoàng Anh xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel. Kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện. Đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Trong bản tin trưa thứ tư ngày 13 tháng 3 hôm nay, một tai nạn vào sáng sớm ở thành phố Scarborough, một người tử vong và ba người nhập viện. Thủ hiến Alberta gặp Thủ tướng Trudeau sau nhiều tháng căng thẳng. Một bước ngoặt trong lịch sử mạng xã hội, Hạ viện Mỹ thông qua lệnh cấm TikTok và Canada có thể làm theo. Không chỉ có Toronto, có phải những thành phố khác của Canada cũng đang chứng kiến mức giá thuê tăng đột biến không bền vững? Lừa đảo cho thuê nhà đang tràn lan ở thị trường chật hẹp của Toronto. Khi xa điện đang là phong trào trên khắp thế giới, vậy xa điện có giúp bạn tiết kiệm tiền hay không? Alberta ra cảnh báo về các ca mắc bệnh ho gà, bệnh lao thì đang gia tăng ở Montreal. Người phụ nữ Toronto treo thưởng 10.000 đô la để tìm chú mèo hiếm đi lạc. Du khách Canada sẽ là một trong những người chi tiêu du lịch nhiều nhất vào năm 2024. Cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác, sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, một người đã tử vong và ba người khác đã bị thương sau vụ tai nạn giữa nhiều phương tiện ở thành phố Scarborough vào sáng sớm hôm nay. Cảnh sát Toronto đã được gọi tới hiện trường vụ tai nạn trên đường Markham Road và Milner Avenue ngay phía bắc của Highway 401, theo cảnh sát có 5 chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn, một trong những chiếc xe đã bị lật và được cho là đã bốc khói. Sở cứu hỏa Toronto cho biết, hậu quả là có 3 người mắc kẹt và cần được giải cứu trước khi được đưa đến bệnh viện. Các nhân viên y tế cho biết, tổng cộng có 4 người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Một trong những người đàn ông trong tình trạng nguy kịch được xác định đã tử vong, hai người còn lại bị thương nhẹ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, một chiếc Mercedes SUV tối màu đã bị lật, gần ngã tư và ít nhất hai chiếc xe khác bị hư hỏng nặng, với các mảnh vỡ vương vãi gần đó. Justin, một trong những tài xế lái chiếc xe đã bị tông trong vụ tai nạn, cho biết xe của anh ta ở xa nhất và đang đợi đèn đỏ khi anh nhìn thấy sự việc xảy ra. Người đàn ông lái chiếc xe bị lộn ngược đã vượt đèn đỏ từ phía nam và một người lái xe cố rẽ trái đã tông mạnh vào anh ta, khiến chiếc xe bay lên và tông vào mọi người. May mắn là Justin vẫn ổn, không có thông tin về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Markham Road đã bị đóng cửa ở cả hai hướng giữa 401 và Shepard Avenue East. Đoạn đường 401 đi về hướng Tây đến Markham Road cũng đã bị đóng cửa. Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn này. Hôm nay có thể là ngày ấm nhất trong năm tại nhiều nơi ở Canada. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 3 có thể là ngày ấm nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024 đối với các vùng của Canada. Theo dự báo cho thấy, các khu vực của Ontario, bao gồm Toronto, có thể thấy nhiệt độ cao tới 18 độ C. Vào thời điểm này trong năm, mức nhiệt độ trung bình cao nhất là khoảng 4 độ C. Ở những nơi khác trong nước, các vùng của bờ đông sẽ có mưa phùn lạnh giá, mặc dù có các cảnh báo thời tiết đã giảm bớt, và dự báo sẽ có sương mù dày đặc ở Winnipeg và các khu vực khác của Manitoba. Trên chính trường quốc tế, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc của Canada nói can thiệp là cơ hội tốt nhất để hàng gắn khủng hoảng băng đảng ở Haiti. Đại sứ Canada tại Liên Hiệp Quốc nói rằng sự can thiệp quân sự sắp xảy ra là cơ hội tốt nhất mà Haiti có được để tiêu diệt các băng nhóm đang gây ra sự tàn phá. Ông Bob Rea cho biết Canada đã tập trung vào việc bảo đảm người Haiti chịu trách nhiệm để khôi phục sự ổn định cho đất nước của họ, mặc dù không có chính phủ dân cử. Thủ tướng không được bầu cử, ông Ariel Henry đã đồng ý rời nhiệm sở sau khi hội đồng tổng thống chuyển giao được thành lập sau nhiều tháng chịu áp lực từ canada và các nước đồng minh bộ trưởng ngoại giao melanie jolie đã hoan nghênh việc ông henry từ chức và kêu gọi các nhân vật chủ chốt ở haiti nỗ lực chấm dứt các cuộc khủng hoảng nhân đạo an ninh và chính trị đang diễn ra thủ tướng justin trudeau đã nói chuyện với ông henry vài giờ trước thông báo của ông và khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa canada và haiti theo thông báo vào cuối ngày thứ Hai 11 tháng 3 từ văn phòng của Thủ tướng Trudeau. Haiti đã rơi vào một cuộc khủng hoảng an ninh sâu sắc kể từ giữa năm 2021 và ông Henry đã kêu gọi sự can thiệp quân sự quốc tế để tiêu diệt các băng đảng bạo lực đang chiếm giữ những vùng rộng lớn của đất nước này. Đại sứ Canada ông Bob Rea thừa nhận rằng sứ mệnh quân sự đang gây tranh cãi trong cộng đồng người Haiti, đông đảo ở Montreal, nhưng ông thách thức những người phản đối động thái này hãy đề xuất một cách khác để chấm dứt tình trạng hỗn loạn. Quebec là tỉnh có cộng đồng người Haiti lớn tại Canada với ước tính hơn 140.000 người. Nhiều người dân Haiti ở Montreal đang không ngừng lo lắng cho người thân trong bối cảnh các cuộc tấn công bạo lực đã làm tê liệt thủ đô Haiti. Cuộc đăng áp TikTok, một thời điểm mang tính bước ngoặt trong ngày thứ tư hôm nay trong lịch sử mạng xã hội quốc hội hoa kỳ đã tiến một bước lớn gần hơn tới việc trấn áp một nền tảng phổ biến mà có thể có tác động sâu rộng đối với mạng xã hội ở nước này nó liên quan đến một dự luật có ý nghĩa quan trọng đối với trang mạng đang phát triển nhanh chóng là tiktok một nền tảng xã hội nổi tiếng với các video gây nghiện và được hàng trăm triệu người trên khắp thế giới sử dụng bao gồm cả hàng triệu người ở canada hạ viện hoa kỳ đã thông qua dự luật có thể dẫn đến lệnh cấm toàn quốc đối với ứng dụng chia sẻ video phổ biến TikTok, nếu công ty mẹ Trung Quốc của nó là Bytedance Limited không bán nền tảng này cho một thực thể Mỹ trong vòng 180 ngày, các nhà lập pháp lo ngại về các mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm ẩn do cơ cấu sở hữu của Bytedance mà họ tin rằng có thể cho phép chính phủ Trung Quốc truy cập vào dữ liệu người dùng. Dự luật này được gọi là đạo luật bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát đã được thông qua với sự ủng hộ đáng kể của lưỡng đảng. Nó nhắm mục tiêu vào các ứng dụng thuộc sở hữu của các công ty từ các quốc gia được coi là đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc. du luật hiện đang chờ Thượng viện Hoa Kỳ xem xét, nơi số phận của nó vẫn chưa chắc chắn. Nếu được cả hai viện quốc hội thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký, dự luật sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với quy định về mạng xã hội ở Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ là sẵn sàng ký dự luật nếu nó được cả hai viện của quốc hội thông qua các nhà phê bình tiktok cáo buộc lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia và ảnh hưởng tiềm tàng đối với người dùng trẻ tuổi tuy nhiên cũng có sự phản đối dự luật với những lo ngại về tác động đối với quyền tự do ngôn luận và tinh thần kinh doanh cuộc tranh luận về mối đe dọa tiềm tàng của tiktok cũng dẫn đến các cuộc thảo luận về các vấn đề rộng hơn liên quan đến trung quốc và quy định công nghệ việc thông qua dự luật nêu bật những căng thẳng đang diễn ra giữa mỹ và trung quốc đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và an ninh quốc gia các chuyên gia an ninh mạng của canada dự đoán canada sẽ thực hiện theo dự luật này nếu được thông qua tại mỹ thủ hiến alberta sẽ gặp thủ tướng trudeau sau nhiều tháng căng thẳng thủ hiến alberta bà daniel smith và thủ tướng justin trudeau sẽ gặp mặt nhau trực tiếp tại thành phố calgary trong hôm nay văn phòng của bà smith cho biết cả hai sẽ gặp nhau vào buổi sáng và thủ hiến sẽ đến edmonton để nói chuyện với các phóng viên tại cuộc họp báo tiếp theo Cả hai nhà lãnh đạo này đã không gặp mặt trực tiếp kể từ mùa hè năm ngoái tại lễ hội Calgary Stampede. Tuy nhiên, chính phủ của bà đã có một loạt các vấn đề với Ottawa, bao gồm phát triển năng lượng, dược phẩm, tài trợ chăm sóc trẻ em và giá carbon tiêu dùng liên bang. Thủ tướng Trudeau cũng đã đến Alberta chỉ ba tuần trước, đưa ra thông báo về nhà ở tại Edmonton, nhưng hai nhà lãnh đạo này đã không gặp nhau vào thời điểm đó. Không chỉ có ở thành phố Toronto, có phải những thành phố khác của Canada cũng đang chứng kiến mức giá thuê nhà tăng đột biến và không bền vững? Khi ngày càng có nhiều người Canada từ các vùng khác của đất nước chuyển đến tỉnh bang Alberta để có chi phí sinh hoạt thấp hơn, sẽ có một tình huống xảy ra, đó là việc di cư có thể làm tăng giá thuê nhà ở các thành phố như là Edmonton và Calgary, nơi đang khiến cho nhiều người phải chán ngán với chi phí thuê cao ở nơi nào đó trong khu vực. Giá chào thuê trung bình ở hai thành phố đắt đỏ nhất Canada là Toronto và Vancouver đã giảm trong tháng trước, trong khi Edmonton và Calgary chứng kiến mức giá tăng đột biến nhất. Theo báo cáo tiền thuê quốc gia mới nhất của Rentals.ca và Urban Nation, báo cáo được công bố hôm thứ Ba cho biết giá chào thuê trung bình đối với các căn hộ chung cư và căn hộ được xây dựng có mục đích đã giảm 3,3% hàng năm ở Vancouver và giảm 1,3% hàng năm ở Toronto xuống lần lượt là 3.017 đô la ở Vancouver và 2.803 đô la ở Toronto một tháng. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu số người tìm kiếm khả năng chi trả có thực sự khiến mọi thứ trở nên rẻ hơn khi ngày càng có nhiều người đến các thành phố từ lâu được coi là rẻ hơn? Ông David Dow Johnson tại trường kinh doanh Alberta cho biết sự di cư của người dân từ các tỉnh khác của Canada đến Alberta đã khiến cho cuộc khủng hoảng nhà ở đang lan rộng khắp cả nước thay vì giảm bớt. Tăng trưởng việc làm ở Alberta và sự gia tăng nhập cư từ nước ngoài cũng là những yếu tố góp phần vào tình trạng này. Đối với nhiều người Canada bên ngoài Alberta, tỉnh này đã trở nên hấp dẫn hơn kể từ khi hình thức làm việc từ xa ra đời. Trong khi giá thuê trung bình ở Alberta, 1.531 đô la cho căn hộ một phòng ngủ, vẫn thấp hơn đáng kể so với ở Ontario là 2.221 đô la, ở tỉnh British Columbia là 2.207 đô la. Nhưng giá thuê đang tăng nhanh ở các thành phố lớn nhất của tỉnh bang Alberta. Trong số các thị trường lớn, Edmonton đã chứng kiến mức tăng mạnh nhất với mức tăng giá thuê 17,3%, đạt mức trung bình là 1.489 đô la một tháng cho các căn hộ chung cư và căn hộ được xây dựng có mục đích. Mặc dù tốc độ tăng giá thuê ở thành phố Calgary đã chậm lại so với tháng 1, nhưng đây vẫn là thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai trong tháng trước với giá thuê căn hộ tăng 10,6% hàng năm lên 2.059 đô la. Báo cáo cho biết, so với 2 năm trước, vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi Ngân hàng Canada bắt đầu tăng lãi suất, giá thuê trung bình ở Canada đã tăng 21%, tương đương 384 đô la mỗi một tháng. Thị trường cho thuê nhà đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều đối với nhiều gia đình vì lãi suất thế chấp cao Nhà ở dự kiến sẽ chiếm một phần quan trọng trong ngân sách liên bang sắp tới vào ngày 18 tháng 4 này. Bản tin sau đây đưa ra cảnh báo cho cư dân, lừa đảo cho thuê nhà đang tràn lan ở thị trường chật hẹp của Toronto. Những người thuê nhà tiềm năng muốn ở Toronto có thể sẽ muốn gặp chủ nhà hoặc xem căn hộ trước khi trả bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào vì hai người đang lên tiếng về việc họ đã bị lừa mất một nơi để ở. Jana Mercer ở Georgetown, Ontario đã phải mất hơn một năm để tìm được một căn hộ có vẻ hoàn hảo cho cô và những chú mèo của cô. Mercer đã tìm thấy danh sách một căn hộ ở tầng hầm trên rentals.ca là một trang web kết nối chủ nhà với những người thuê nhà tiềm năng đang tìm chỗ cho thuê. Theo Mercer, người đăng quảng cáo cho biết anh ta phải rời Canada để theo học một nhà truyền giáo cơ đốc ở Mỹ và đang tìm kiếm người có thể chăm sóc nhà cửa khi anh ta đi vắng. Mercer kể lại rằng người này cho biết anh ta sẽ gửi chìa khóa nhà qua đường bưu điện. Và vì đó là một việc quan trọng nên Mercer đã tin tưởng anh ta. Kết quả là Mercer đã trả trước 780 đô la nhưng chìa khóa đã chưa bao giờ được gửi đến. Trong một trường hợp khác, David Grant vừa chuyển từ Ireland đến Toronto và nghĩ rằng anh ta đã tìm được một căn hộ cho thuê trên rentals.ca. Tuy nhiên khi Grant đến địa chỉ đó thì có người khác đang sống ở đó và anh đã bị lừa mất 3.600 đô la. Cả hai quảng cáo đều được xuất hiện trên Rentals.ca và công ty này cho biết họ đang làm những gì có thể để hạn chế gian lận. Người phát ngôn của Rentals.ca cho biết nếu bạn liên lạc với chủ nhà và họ yêu cầu bạn gửi tiền ngay lập tức, đó là một cảnh báo nguy hiểm, ít nhất bạn nên gặp chủ nhà hoặc là đi tham quan khu nhà. Nền tảng cho thuê hiện sử dụng chương trình xác minh dành cho chủ nhà khi chủ nhà đồng ý sàng lọc trước để bảo đảm tính hợp pháp. Họ sẽ có dấu checkmark màu xanh đã được xác minh bên cạnh danh sách nhà listing của họ. Jordy Dan, giám đốc điều hành của liên đoàn hiệp hội người thuê nhà Metro, kêu gọi những người thuê nhà hãy cẩn thận với hành vi lừa đảo bất kể họ sử dụng trang web nào để tìm nơi ở. Ông Dan cho biết khi bạn có một thị trường cho thuê hạn hẹp, mọi người sẽ tuyệt vọng và khi tuyệt vọng, họ sẽ dễ bị lừa. Theo Rental.ca, giá nhà trung bình của một căn hộ một phòng ngủ ở Toronto cho thuê hiện nay là khoảng 2.500 đô la một tháng. Trong phong trào toàn cầu hướng tới xe điện, vậy xe điện có giúp bạn tiết kiệm tiền hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống và số lần mà bạn lái xe trên đường. Theo một nghiên cứu mới của Đại học British Columbia, tổng chi phí sở hữu một chiếc xe điện có thể khác nhau khá nhiều trên khắp Canada, tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống và cả cách sống của bạn. Nghiên cứu đã xem xét tổng chi phí sở hữu một chiếc xe điện và một chiếc xe chạy bằng khí đốt truyền thống trong vòng 7 năm, khoảng thời gian trung bình mà người Canada có xu hướng sở hữu một chiếc xe. Các yếu tố được tính đến bao gồm giá cả, trợ cấp của tỉnh bang, chi phí bảo trì, chi phí xăng dầu, chi phí điện, trạm sạc, giá trị bán lại và quãng đường trung bình người Canada lái xe mỗi ngày. Theo đó, các nhà nghiên cứu kết luận, việc mua một chiếc xe điện sẽ đắt hơn, nhưng mỗi một km mà lái một chiếc xe điện sẽ rẻ hơn. Kết quả là để đạt đến điểm hòa vốn. Khi chiếc xe điện sẽ rẻ hơn một chiếc xe hơi chạy bằng xăng, đòi hỏi phải tăng quãng đường đi hoặc sở hữu nó lâu hơn mức trung bình. Chẳng hạn như là khi so sánh giữa hai mẫu xe giống nhau là Hyundai Kona EV, tức là chiếc xe điện, và phiên bản chạy bằng xăng Kona. Chủ sở hữu chiếc Kona EV tại tỉnh BC sẽ phải lái xe 64 km mỗi một ngày trong vòng 7 năm để hòa vốn nhưng người dân tỉnh BC chỉ lái xe trung bình 34 km mỗi một ngày, nghĩa là chi phí sở hữu cùng một chiếc xe điện sẽ cao hơn khoảng 8.000 đô la so với phiên bản chạy bằng xăng. Nghiên cứu cũng cho thấy, quãng đường trung bình mỗi ngày sẽ không giúp hòa vốn khi người Canada ở mọi tỉnh bang và vùng lãnh thổ sở hữu xe điện trong suốt vòng đời 7 năm. Tỉnh bang Quebec là tỉnh gần đạt mức hòa vốn nhất đối với một người lái xe mỗi ngày phần lớn nhờ vào giá điện rẻ và trợ cấp xe điện hào phóng của tỉnh bang này. Trong đó chủ sở hữu phải chi thêm khoảng 2.400 đô la. Ngoài ra thì một chủ sở hữu xe ở tỉnh bang Quebec sẽ cần lái xe 46 km mỗi ngày để đạt điểm hòa vốn, xa hơn khoảng 18% so với mức trung bình của một người lái xe. Cư dân ở Nunavut thì phải đối mặt với chi phí sở hữu xe điện lớn nhất, ước tính khoảng 18.000 đô la trong suốt vòng đời của một chiếc xe, hoặc phải lái xe với quãng đường khổng lồ là 181 km mỗi ngày để hòa vốn. Tại tỉnh bang Alberta và tỉnh bang Ontario, việc sở hữu một chiếc xe điện sẽ tốn 11.000 đô la trong thời gian sử dụng 7 năm, hoặc yêu cầu lái xe hàng ngày là 96 km ở tỉnh miền Tây tức là tỉnh Alberta, hoặc lái 88 km ở tỉnh miền Đông tức là Ontario. Tuy nhiên, phép toán về tiền bạc sẽ được cải thiện đối với những người mà giữ xe lâu hơn mức trung bình và đối với những người dành nhiều thời gian ngồi sau tay lái hơn. Nếu tôi là người sẽ cắn bó với chiếc xe của mình trong 10 năm và tôi đang lái xe vượt qua ngưỡng 65 km đó, tôi thực sự có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền khá sớm. Theo các nhà nghiên cứu cho biết. Ngoài ra thì nghiên cứu cho thấy, chủ sở hữu xe điện có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách chọn loại phương tiện nhỏ hơn hoặc tránh các lựa chọn hạng sang, do đó tạo ra khoản tiết kiệm sớm hơn. Chẳng hạn như là khi xem xét một chiếc SUV nhỏ gọn chạy bằng xăng so với một chiếc xe điện nhỏ hơn, cả hai đều có cùng khoản thanh toán hàng tháng là từ 500 đô la đến 700 đô la. Trong vòng đời 7 năm, bạn tiết kiệm được hàng chục ngàn đô la, đơn giản là vì xe điện ngay từ đầu đã bắt đầu tạo ra khoản tiết kiệm cho bạn. Một yếu tố mà nghiên cứu không xem xét là bảo hiểm. Yếu tố này cũng có thể được đưa vào tính toán của người lái xe điện. Nghiên cứu gần đây của cơ quan xếp hạng tín dụng Morningstar DBRS cho thấy chủ sở hữu xe điện có thể bắt đầu thấy chi phí bảo hiểm của họ tăng lên trong những năm tới khi phương tiện này trở nên phổ biến hơn. Điều này có thể sớm xảy ra khi luật pháp liên bang quy định rằng tất cả xe hơi mới được bán ở Canada phải không có khí thải vào năm 2035. Người Canada không chắc dự luật về tác hại trực tuyến sẽ giúp mạng xã hội an toàn hơn. Một cuộc khảo sát mới cho thấy, chưa đến một nửa số người Canada tin rằng Kế hoạch quản lý các trang truyền thông xã hội của chính phủ liên bang sẽ giúp các nền tảng này trở nên an toàn hơn. Công ty thăm dò Lager gần đây đã hỏi người dân Canada về đạo luật gây hại trực tuyến, tức là đạo luật Online Harms Act, do chính phủ Đảng Tự do đề xuất, trong đó có một loạt các biện pháp nhằm làm cho nền tảng truyền thông xã hội an toàn hơn, đặc biệt là đối với trẻ em. Theo đó, gần 70% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ kế hoạch tổng thể của chính phủ nhằm quản lý nội dung trực tuyến. Trong khi 25% cho biết họ không đồng ý với động thái này, nhưng chỉ có 41% số người được hỏi cho biết họ tin rằng luật này sẽ thực sự tạo ra các nền tảng trực tuyến an toàn hơn, bao gồm cả việc giúp việc xóa hình ảnh lạm dụng tình dục trở nên dễ dàng hơn. 32% khác thì cho biết họ không nghĩ đó sẽ là kết quả. Khoảng 20% những người được khảo sát cho biết họ tin tưởng nhất vào Đảng Bảo thủ Liên bang trong việc quản lý nội dung trên mạng với 17% số người được hỏi chọn đảng tự do của Thủ tướng Trudeau và chỉ có 13% chọn đảng Dân chủ mới liên bang NDP. Được giới thiệu bởi Bộ trưởng Tư pháp Arif Varani, luật này được đề xuất sẽ thành lập một Ủy ban An toàn Kỹ thuật số mới để quản lý các công ty truyền thông xã hội và thành lập một thanh tra viên để nghe khiếu nại của người Canada. Luật cũng sẽ yêu cầu các công ty tạo ra các kế hoạch an toàn để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với nội dung có hại dự luật nhắm vào bảy nội dung trực tuyến được xác định là có hại từ tài liệu khủng bố cho đến nội dung khuyến khích trẻ vị thành niên tự làm hại bản thân cơ quan quản lý sẽ có quyền phạt tiền trị giá hàng triệu đô la đối với các nền tảng mà không tuân thủ các quy tắc tỉnh bang alberta ra cảnh báo về các ca mắc bệnh ho gà alberta health services ahs đang cảnh báo về sự gia tăng các ca bệnh ho gà pertussis ở khu vực okotoks của alberta trong số hàng chục ca bệnh ở vùng Calgary trong những tháng gần đây, cơ quan y tế AHS cho biết kể từ tháng 11, 17 trường hợp ho gà đã được xác định ở thị trấn phía nam của Calgary, với một người phải nhập viện, tất cả các ca mắc đều ở địa phương. Đã có tổng cộng 39 ca mắc bệnh ho gà ở vùng Calgary trong thời gian đó. Cơ quan y tế tỉnh đang nhắc nhở người dân và du khách hãy thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ bản thân và những người khác. Là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn ho gà bắt đầu bằng sổ mũi, hắt hơi, sốt và ho nhẹ. Trong một tuần, cơn ho có thể trở nên trọng trọng hơn và ở trẻ nhỏ, các cơn ho thường kèm theo âm thanh kêu rít khi hít vào. Cơ quan y tế AHS cho biết nôn mửa sau cơn ho cũng rất phổ biến. Các cơn ho có thể kéo dài hàng tuần và ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ sơ sinh dưới một tuổi có nguy cơ cao nhất bị các biến chứng như là viêm phổi, co giật, tổn thương não và thậm chí là tử vong. Tiêm chủng là phương pháp tốt nhất để bảo vệ và hạn chế sự lây lan của bệnh ho gà. Cơ quan AHS cũng khuyên mọi người hãy nên rửa tay, che miệng khi ho, ở nhà khi bị bệnh, và không dùng chung đồ uống, thức ăn hoặc là dao kéo. Những người được xác nhận bị ho gà nên ở nhà cho đến khi họ hoàn thành ít nhất 5 ngày điều trị bằng kháng sinh thích hợp. Bất cứ ai nghĩ rằng bản thân có thể đã bị bệnh ho gà nên ở nhà và gọi cho bác sĩ gia đình hoặc là HealthLink theo số 811 trước khi tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Bệnh lao thì đang gia tăng ở thành phố Montreal, bác sĩ nói đã đến lúc phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Thành phố Montreal đang chứng kiến sự gia tăng số ca mắc bệnh lao tuberculosis với 21 trường hợp mới được chẩn đoán vào tháng 1, con số cao nhất trong 5 năm, mặc dù không chắc liệu điều này có trở thành xu hướng hay không các quan chức y tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Bệnh lao rất dễ lây lan và thường khó phát hiện, có các triệu chứng giống với các bệnh khác như là sốt, ho, mệt mỏi, nói chung và sụt cân. Mặc dù vaccine đã tồn tại, nhưng chúng không phải là hoàn toàn đáng tin cậy và không phải là bắt buộc trong nhiều năm. Phòng ngừa, phát hiện sớm, truy tìm người tiếp xúc và điều trị là chìa khóa để giảm thiểu số ca bệnh. Hầu hết các trường hợp mắc phải ở nước ngoài, người nhập cư và người tị nạn thường được sàng lọc. Mặc dù Canada có tỷ lệ bệnh lao thấp, nhưng việc đầu tư vào việc phát hiện và quản lý sớm là rất quan trọng. Tuy nhiên, giữa những lo ngại về sức khỏe khác như là COVID-19 và bệnh sởi, bệnh lao không phải là trọng tâm duy nhất, mặc dù cần phải có hành động để ngăn chặn nó. Mùa bỏ ve đến sớm ở tỉnh bang Ontario do thời tiết ấm áp trái mùa. Mặc dù nhiệt độ ấm áp bất thường ở Toronto trong suốt mùa đông đã mang lại cho bạn thời gian ở ngoài trời hơn với thú cưng nhưng sự thay đổi nhiệt độ đã gây ra một nhược điểm đáng chú ý. Bọ ve nhạy cảm với thời tiết lạnh chủ yếu hoạt động vào mùa xuân và mùa hè. Nhưng với thời tiết ấm áp kỷ lục trên toàn tỉnh trong năm nay, một số người cho biết họ đã nhìn thấy bọ ve, tức là con tick. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Ontario, có một số loài bọ ve khác nhau trên toàn tỉnh, nhưng loài Soot scapularis còn được gọi là bọ ve chân đen là một trong những loài đáng lo ngại. Bỏ ve chân đen có thể hoạt động bất cứ khi nào nhiệt độ từ 4 độ C trở lên có thể mang một loại vi khuẩn có thể gây ra bệnh Lyme. Mùa ve không bao giờ kết thúc, tôi cho chó cưng của mình uống thuốc quanh năm, một người chia sẻ dưới bài đăng cảnh báo của những người khác về sự quay trở lại của bỏ ve trong nhóm Facebook Ontario Hiking Facebook. Sự xuất hiện của bỏ ve trước thời hạn đặc biệt đáng lo ngại từ góc độ y tế công cộng. Năm 2020, Bộ Y tế Công cộng Ontario báo cáo có 5,7 trường hợp mắc bệnh Lyme được xác nhận trên mỗi 100.000 người trong tỉnh bang, trong khi số ca bệnh tiếp tục gia tăng. Theo cơ quan này, khoảng 70% các trường hợp được báo cáo vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Các triệu chứng ban đầu của bệnh Lyme có thể bao gồm phát ban dạng vòng, lan rộng ra ngoài từ vết cắn của bò ve cùng với sốt, nhức đầu, đau cơ, khớp và mệt mỏi. Có một số cách để ngăn chặn vết cắn do bò ve gây ra, bao gồm mặc quần áo sáng màu, đi dài kín mũi, áo sơ mi dài tay và quần dài nhét vào bên trong vớ, cũng như sử dụng thuốc chống côn trùng hoặc thuốc xịt côn trùng. Có ghi chữ DEET, tức là D-E-E-T, hoặc là Icaridin trên đó. Ontario cũng khuyên người dân nên kiểm tra bỏ ve trên người sau khi ra ngoài trời, nhìn sau đầu gối, trên đầu, ở rốn, vùng nách và phía sau cơ thể. cháy chung cư ở North York một người nguy hiểm đến tính mạng. Một người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng sau một vụ hỏa hoạn tại một khu chung cư ở North York ở Toronto vào tối thứ ba. Ngọn lửa cấp độ 2 đã bùng phát trên tầng 10 của một khu dân cư cao tầng tại số 5949 Young Street, phía bắc của Finch Avenue, vào lúc 7 giờ tối. Người đàn ông này là người duy nhất sống trong căn hộ vào thời điểm đó. Đám cháy hiện đã được dập tắt và nó đã được khống chế dân cư đã có thể quay trở lại tòa nhà ngoại trừ tầng nhà liên quan trực tiếp đến vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Một người phụ nữ ở Toronto treo thưởng 10.000 đô la để tìm chú mèo hiếm đi lạc. Chủ nhân của một con mèo bị mất tích ở khu vực Casaloma ở Toronto một tuần trước đang treo giải thưởng 10.000 đô la để đưa nó trở về an toàn. Mika là một chú mèo Savannah 9 tháng tuổi được nhìn thấy lần cuối vào ngày 5 tháng 3 vào khoảng 11 giờ 30 sáng gần đường Spadina và Davenport. Chú mèo yêu quý thuộc về Amelia Maltep, một nhà đầu tư địa ốc tại địa phương. Maltep đã nhận nuôi Mika khoảng 3 tháng trước. Theo Maltep, chú mèo Mika đã trốn thoát sau khi một công nhân tại ngôi nhà đang sửa chữa của cô để cửa hé mở. Cô ấy nói rằng con mèo đã đẩy được cửa và bỏ chạy. Sau khi Mika mất tích, Maltep đã xuống đường dán áp phích ở khu phố Midtown của cô và mạng xã hội để tìm chú mèo cưng bị thất lạc. Tuy nhiên Mika có thể khó bị phát hiện vì bộ lông đớm nâu của nó rất hòa hợp với cây cối và tán lá trong khu vực. Cô Maltep cũng nói rằng có nhiều bất động sản trong khu vực của cô không cho công chúng vào. Điều này khiến cho việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Maltep đang kêu gọi bất cứ ai nhìn thấy Mika đừng đuổi theo vì chú mèo này rất láo lĩnh và có thể sẽ bỏ chạy. Thay vào đó, Maltip yêu cầu bất kỳ ai phát hiện ra Mika hãy gọi cho cô theo số 647-640-9527 và đi theo chú mèo từ xa cho đến khi cô có thể tìm được nó. Savannah là một giống mèo lai độc đáo được tạo ra vào thế kỷ 20 bằng cách lai tạo một con mèo rừng châu Phi với một con mèo nhà. Chúng thường cao hơn, to hơn và gầy hơn mèo nhà, đồng thời có bộ lông đốm nâu nổi bật và đôi tai to nhọn Giống mèo này cũng thường rất trung thành với chủ nhà của chúng và có thể cảnh giác với người khác. Mèo Savannah được sao bán trực tuyến với giá từ 1.000 đô la đến khoảng 20.000 đô la. Hacker người Canada gốc Nga đã bị kết án vì âm mưu ransomware toàn cầu. Tội phạm mạng Mikhail Vasiliev đã bị kết án gần 4 năm tù sau khi nhận tội vào tháng trước với 8 tội danh tống tiền trên mạng, phá hoại và sử dụng vũ khí người đàn ông Canada gốc Nga sống ở Bradford của Ontario, là người đứng đằng sau một âm mưu gây chấn động quốc tế và liên quan đến hàng trăm ngàn đô la. Khi tuyên án, thẩm phán Michelle Forrest đã gọi Vasiliev là kẻ khủng bố mạng, nói rằng hành vi của anh ta là có kế hoạch, cố ý và có sự tính toán một cách lạnh lùng. Vasiliev, 34 tuổi, người Canada gốc Nga, chuyển đến từ Moscow hơn 20 năm trước, đã thừa nhận bản thân là một hacker ransomware Người đã giữ dữ liệu máy tính nhạy cảm làm con tin để đổi lấy tiền chuột từ các nạn nhân, bao gồm các doanh nghiệp ở Saskatchewan, Mojo và Newfoundland. Vasiliev ban đầu đã bị bắt cách đây khoảng một năm rưỡi khi cảnh sát bắt quả tang anh ta đang thực hiện hành vi này tại nhà ở Bradford. Các nhà điều tra Hoa Kỳ, những người đã theo dõi Vasiliev trong hai năm, cho biết anh ta đang ngồi ở một chiếc bàn trong garage khi đang sử dụng laptop và thực hiện các hành vi vi phạm với tư cách là một phần của nhóm ransomware quốc tế có tên là LockBit. Vasiliev đã cố gắng tống tiền ba công ty Canada với số tiền hàng trăm ngàn đô la mỗi một công ty trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, làm họ tê liệt trong khi mã hóa hệ thống máy tính và thông tin tài chính của họ. Theo các quan chức tư pháp Hoa Kỳ ở New Jersey, nhóm LockBit mà Vasiliev thừa nhận có liên quan đã đưa ra ít nhất 100 triệu đô la tiền chuột và nhận hàng chục triệu đô la tiền chuộc từ ít nhất 1.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào nạn nhân ở Mỹ và trên toàn cầu. Vasiliev đồng ý dẫn độ sang Mỹ, nơi anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc về tội phạm mạng. Thẩm phán Forrest ra lệnh cho Vasiliev phải hoàn trả đầy đủ hơn 860.000 đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân người Canada. quan chức Canada đã không thể ngăn chặn vụ đâm hàng loạt khiến cho 11 người thiệt mạng. Theo một báo cáo mới công bố hôm thứ Ba ngày 12 tháng 3, các quan chức dịch vụ nhà tù Canada đã không thể ngăn cản một tù nhân vừa được thả ra và gây ra vụ đâm hàng loạt tồi tệ nhất từ trước đến nay ở đất nước. Miles Sanderson, 30 tuổi, đã được, được thả có điều kiện vào tháng 2 năm 2022 sau thời gian thụ án vì tội hành hung và cướp bóc. Đầu tháng 9 năm 2022, Sanderson đã giết chết 11 người và làm bị thương 17 người trong các vụ tấn công khắp 13 địa điểm ở tỉnh miền Tây của Saskatchewan. Sanderson sau đó đã chết vì dùng cocaine quá liều ngay sau khi bị bắt. Một báo cáo dài 162 trang về việc trả tự do cho Sanderson do Cơ quan Cải huấn Canada CSC và Hội đồng Tạm tha Canada PBC thực hiện cho biết quá trình chuẩn bị thả Sanderson ra khỏi tù là phù hợp và được thực hiện bởi các nhân viên có trình độ Cuộc điều tra kết luận rằng không có dấu hiệu hoặc sự kiện báo trước nào được nhân viên CSC và PBC biết đến để có thể hành động để ngăn chặn vụ việc này. Báo cáo lưu ý là Sanderson có tiền sử phạm tội lâu dài và có xu hướng bạo lực, bao gồm cả đối với người bạn đời chung thủy của mình. Lúc đó, nhân viên đang cố gắng giải quyết những vấn đề thông qua một kế hoạch đặc biệt được thiết kế để điều chỉnh hành vi của anh ta. Vụ đâm bằng dao do Sanderson thực hiện đã làm rung chuyển Canada một quốc gia vốn không quen với các hành vi bạo lực hàng loạt và đặt ra câu hỏi về bạo lực, cũng như ngăn ngừa và kiểm soát sử dụng chất gây nghiện ở các cộng đồng xa xôi và bản địa, thường bị gạt ra ngoài lề xã hội. Du khách Canada sẽ là một trong những người chi tiêu du lịch nhiều nhất vào năm 2024. Trong khi nhiều người Canada đang cẩn thận hơn trong chi tiêu của mình, thì du lịch dường như sẽ là khoản chi tiêu được ưu tiên vào năm 2024. Với American Express Travel, Amex Travel báo cáo rằng, Canada là một trong số các thị trường hàng đầu về mức chi tiêu trung bình cho chuyến đi được mong đợi cao nhất trong năm nay. Trên toàn cầu, Canada là thị trường có mức chi tiêu trung bình dự kiến cho các chuyến đi nghỉ dưỡng cao thứ hai, ở mức trung bình là 8.824 đô la cho tất cả các chuyến đi vào năm 2024. Với 82% người Canada có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn hoặc tương đương cho du lịch trong năm nay, cuộc khảo sát cho thấy Mặc dù người Canada sẽ chi tiêu cho du lịch, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tìm kiếm các mẹo du lịch để tiết kiệm tiền. Với 44% cho biết họ sẽ đi du lịch vào những thời gian thấp điểm thường rẻ hơn và 41% cho biết sẽ sử dụng điểm thẻ credit card để thanh toán tiền khách sạn và hoặc chuyến bay. Đại đa số, 85% người Canada được khảo sát cho biết họ muốn có được ưu đãi trên vé máy bay để có thể chi tiêu nhiều hơn cho chỗ ở. Người Canada đi du lịch ở đâu vào năm 2024? Đối với người Canada, loại chuyến đi phổ biến nhất mà họ dự định thực hiện trong năm nay là trải nghiệm danh sách nhóm hoặc kỳ nghỉ trong mơ. Tổng cộng có 66% người Canada được hỏi muốn thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia và 32% đang cân nhắc thực hiện một chuyến thám hiểm. Trong số những người Canada lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở nhiều điểm đến, 70% có kế hoạch cụ thể là đến thăm châu Âu. Xu hướng chung của du lịch toàn cầu vào năm 2024 là du lịch thể thao, với 75% số người được hỏi trong báo cáo của Amex Travel dự định đi đến một sự kiện thể thao cách nhà ít nhất 3 giờ đồng hồ. Các điểm đến du lịch hàng đầu cho du lịch thể thao là thành phố New York, Miami, London, Las Vegas và Paris. Du lịch một mình cũng ngày càng gia tăng. Khách du lịch thuộc thế hệ Millennial và Gen Z, tức là Gen Z trên toàn cầu, 76% Quan tâm đến du lịch một mình trong năm nay, trong số những người Canada trả lời cuộc thăm dò của Amex Travel, 54% có kế hoạch thực hiện nhiều chuyến du lịch một mình hơn vào năm 2024, với 59% trong số đó muốn du lịch một mình vì yêu bản thân. Xu hướng đó cũng trùng hợp với việc khách du lịch đang ngày càng thích thực hiện một chuyến đi tự phát hơn thay vì có kế hoạch chi tiết. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào mở phiên giao dịch sáng nay, đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7408 đô la Mỹ và bằng 0,6785 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.202 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 24.547 đồng Việt Nam. Giá vàng thì đang đứng ở mức 2.165,11 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.921 đô la Canada và đó là những tin tức canada nổi bật trong bản tin trưa nay rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới xin kính chúc quý vị một ngày an lành hoàng anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại